Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với đề thi Hōmen số 2. Câu số 1. Tōsu no kisoku to wa doro o anzen enkatsu ni tsuko suru ue de mamoru beki kyōtsu no yakusoku goto toshite himerarete iru mono de aru. Luật lệ giao thông đưa ra các quy ước chung phải tuân thủ theo để đảm bảo giao thông đường bộ an toàn. Câu này đúng. Câu 2. Hiri no toki wa muto ya densoto o hayame ni tsuke hiken boshi no tame hitsuyo ni ojite beonki o narasu no ga yoi. Khi mà có sương mù, chúng ta phải bật đèn sương mù hoặc là bật đèn phía trước nếu cần thiết để tránh nguy hiểm, chúng ta có thể bấm còi. Câu này đúng. Câu 3. Ưu-se-tsu shio to suru toki ni sono kōsaten ni hantai kōhō kara chokushin ya sa-se-tsu o shite kuru kuruma ga aru bai jibun ga saki ni kōsaten ni haitte itemo sono shinkō o samatagete wa naranai. Câu này đúng. Khi mà chúng ta rẽ phải thì chúng ta phải nhường đường cho xe đi thẳng hoặc rẽ trái. Câu 4. Kono hyoshiki no aru kōsaten de teishi sen ga nai toki wa hyoshiki no chokuzen de teishi shinakereba naranai. Câu này sai. Khi mà trên đường có biển này, nếu như không có vạch dừng thì chúng ta phải dừng trước ngã tư chứ không phải là dừng trước biển. Câu 5. Shito belto wa kōtsu jiko ni atta bae no higai o ohaba ni keigen suru to tomo ni harashii unten shise o hamotaseru koto ni yoru unten chiyu no hiro o keigen suru naro samazama na kōka ga aru. Thắt dây an toàn thì sẽ giữ cho chúng ta có tư thế lái đúng và sẽ giảm thiệt hại tác động khi mà chúng ta gặp tai nạn. Câu này đúng. Câu 6. Kōtsu jiko no fūsōsa wa muyami ni ugokashite wa naranai ga kōsoku jiko no osore ga aru toki wa hayaku kyūshūchū shite anzen na basho ni irō sase nakereba naranai. Khi xảy ra tai nạn, chúng ta phải sơ cứu, cấp cứu cho người bị nạn rồi sau đó di chuyển người bị nạn đến khu vực an toàn để tránh xảy ra những tai nạn liên tiếp tiếp theo. Câu này đúng. Câu 7. Katagawa ga tendaku no osore ga aru hage ni natte iru doro de anzen na ikichigai ga dekinai toki wa yamagawa no kuruma ga ichiji teshi o shite michi o yuzuru no ga yoi. Câu này là sai. Khi mà lưu thông ở đoạn đường dễ xảy ra hiện tượng đá rơi thì những xe lưu thông ở bên phía vách núi không nên dừng xe để nhường đường, mà chúng ta nên dừng xe để nhường đường ở những vị trí có những kè đá chắc chắn. Câu 8. Horo ya rōsoku tai ya jitensaro wa dōrō ni men shita baso ni deiri suru tame ni yokōgiru bae o nozoite wa chūkō shite wa naranai. Câu này đúng. Chúng ta không được lưu thông trên đường dành cho người đi bộ hoặc lề đường hoặc đường dành cho xe đạp. Chúng ta chỉ được cắt ngang qua khi chúng ta ra khỏi đường. Câu 9. Fumikiri to sono hashi kara jengo 10 meter inai no baso de wa jūsa wa kinshi sarete iru ga teisan suru koto wa dekiru. Câu này sai. Cách rào chắn đường tàu 10 mét cấm cả dừng và đỗ xe. Câu 10. Kono hyoshiki wa jidosa no hoka ni jido nirinsa ya gendoki tsuki jitensa mo tsūkō suru koto ga dekinai koto o arawashite iru. Câu này sai, biển này không cấm các phương tiện hai bánh Jido Nirinsa hoặc là Gendokichiki lưu thông. Câu 11. Shingo machi de keitai denwa o te ni motte shiyō shite ita ga haimen suru shingo ga ao ni kawatte mo sono mama hanashi nagara kuruma o hakushin shita. Sử dụng điện thoại trong khi lái xe là rất nguy hiểm. Câu 12. Kuruma wa tatsetsu no toki nairinsa magaru toki korin ga zenrin yori mo uchigawa o toru koto soujiru ga usetsu no toki wa soujinai. Nairinsa là sự chênh lệch vòng cua giữa bánh trước và bánh sau. Thường là bánh trước và bánh sau. Khi mà cua thì thường bánh sau sẽ có xu hướng tiến vào bên trong nhiều hơn. Nên là dù khi rẽ phải hay rẽ trái thì hiện tượng này vẫn đều xảy ra. Câu 13. Kono yōna hyōji no aru baso o shinkō suru eisa wa kōsaten o ūsasetsu shinakereba naranai bae ni kagitte shino o kaeru koto ga dekiru. Trong trường hợp này, xe A chỉ có thể đi thẳng, không thể chuyển làn để rẽ trái hoặc rẽ phải, nên câu này là sai. Câu 14. Kono hyōshiki wa nirensa no tsūkō o kinshi shite iru ga gendoki tsuki jitensa wa tsūkō suru koto ga dekiru. Câu này sai, biển này áp dụng cho cả xe hai bánh Nirinsa và Gendokichiki.
Câu 15. Bureki dorama ni mizu ga hairu to bureki ga kikanaku nattari iki ga waruku nattari suru koto ga aru node fukai mizu tamari wa takete toru yo ni suru. Chúng ta nên tránh đi vào những nơi có đọng nước bẩn để vành đĩa phanh không bị nước vào. Nếu như nước vào sẽ làm phanh giảm tác dụng, nên là chúng ta nên tránh những vùng mà bị đọng nước bẩn. Câu 16. Kono hyoshiki wa fuku in genso o arawashiteru. Câu này sai, đây là biển báo giảm số làn xe chạy. Câu 17. Yukimichi dewa yokosuberi ga okori yasui node hyu hatsin, hyu kasoku, hyu handoru wa jettai ni takenakereba naranai. Khi mà lưu thông trên đường tuyết nên là chúng ta phải tránh xuất phát gấp, nên là chúng ta tuyệt đối phải tránh xuất phát đột ngột, tăng tốc đột ngột hoặc là đánh lái đột ngột. Câu 18. Mỗi sự jiko o mokugeki shitemo jiko ni kankenai toki wa fusosa no hyugo naro ni kyoroku shinai hou ga yoi. Khi mà xảy ra tai nạn, dù chúng ta không liên quan đến cái việc xảy ra tai nạn đấy, nhưng mà chúng ta cũng phải có trách nhiệm hợp tác sơ cứu và giúp đỡ người bị nạn. Câu 19. Kono shingoki no shingo ni haimen suru hokousa roumen densha jidousha wa tarno kotsu ni chuii shite tsukou suru koto ga dekiru. Câu này đúng, khi đèn vàng nhấp nháy chúng ta vẫn có thể lưu thông, nhưng chúng ta phải chú ý đến những phương tiện xung quanh đang lưu thông. Câu 20. Kono hyoshiki wa jidousha oyobi hokousa senyo doro de aru koto o arawashiteru. Câu này sai, đây là biển có lối sang đường dành cho người đi bộ và xe đạp. Câu 21. Tenkai suru toki no aizu no jiki wa tenkai shiyou to suru chiten no 30m temae no chiten ni tashita toki de aru. Câu này đúng, quay đầu sẽ trái sẽ phải thì thời điểm ra tín hiệu là trước cái nơi mà chúng ta định quay đầu định rẽ 30m. Câu 22. Automatic nirin sa wa clutch sousa ga iranai bun throttle o kyū ni kaiten saseru to kyū hatsin suru kiken ga aru. Câu này đúng, xe hai bánh số tự động thì sẽ không có hộp số ly hợp, vặn bằng tay vặn ga throttle rất dễ đột ngột chúng ta vặn lên nên sẽ rất là nguy hiểm. Câu 23. Kono hyoshiki wa genroki tsuki jitensha oyobi te sareo o nozoku sareo no tsukou kinshi o arawashiteru. Câu này sai, với biển này thì áp dụng cho tất cả các phương tiện ngoại trừ chỉ có người đi bộ là được lưu thông. Câu 24. Usan setsu no koi o owatta toki wa sumiyaka ni aizu o yamenakereba naranai. Câu này đúng, khi mà chúng ta kết thúc hành động rẽ trái, rẽ phải thì chúng ta phải nhanh chóng tắt tín hiệu. Câu 25. Kono hyoshiki no aru sareo tsukou tai dewa tsukou ryō ga tsuku nakattari rōsen basu nado ga zengo ni mienai toki de attemo rōsen basu nado igai no kuruma wa tsukou shite wa naranai. Câu này sai, khi mà không có xe buýt chạy ở trên làn đường này thì những phương tiện khác có thể lưu thông. Câu 26. Kono zu no yoni jirō no nihon sen de rōsoku tai ga hyōji sarete iru tokoro dewa sono rōsoku tai ga hirokutemo sono naka ni haitte chūsa suru koto wa dekinai ga desha suru koto wa dekiru. Câu này sai, khi mà rōsoku tai lề đường được ngăn cách với đường xe chạy bởi hai vạch liền màu trắng thì rōsoku tai lề đường này là quy định dành cho người đi bộ. Các phương tiện khác kể cả xe đạp cũng không được lưu thông trong rōsoku tai và cấm cả dừng và đỗ. Câu 27. Mae no kuruma ga jidousha o oikoso to shite iru toki ya ushiro no kuruma ga jibun no kuruma o oikoso to shite iru toki wa oikoshi o shite wa naranai. Trong trường hợp này, xe đằng sau đang có ý định vượt xe chúng ta nên chúng ta không được vượt xe đằng trước. Vì nếu khi chúng ta vượt xe đằng trước và xe đằng sau vượt xe của mình thì sẽ trở thành là vượt đôi, nên là chúng ta không được vượt trong tình huống này. Câu 28. Automatic nirin sa ni murahen soku sochi ga saiyō sarete iru bai enjin no kaiten su ga hikui toki ni wa sarin ni enjin no chikara ga tsutawari nikuku naru. Câu này đúng, với xe hai bánh số tự động, lực động cơ sẽ khó được truyền tới xe khi mà chạy với tốc độ thấp. Câu 29. Kono hyoshiki wa nobori kyūkō bayari o arawashiteru. Câu này sai, đây không phải là lên dốc mà đây là xuống dốc. Câu 30. Rōsen basu yūsen chikotai o tsutsu yōjō sa de tsukōchū kōhō kara rōsen basu ga chikazite kita ga sano sarō tsukōtai ga kondatsu shiteite reirarenakatta node sonomama shinkō shita.
Trong trường hợp này là sai. Tuy rằng ở đường ưu tiên chúng ta có thể lưu thông, nhưng mà do tắc đường mà đằng sau lại có xe buýt tới mà chúng ta không thể ra khỏi đường ưu tiên, thì trong tình huống này chúng ta đã vi phạm. Chúng ta bắt buộc phải ra khỏi đường để nhường đường cho xe buýt, hoặc là ngay từ đầu chúng ta không nên vào làn đường ưu tiên. Câu 31. Taxi nado o gai so suru bai ya ryokaku unso o mokutiki to shinai bai ni unten suru toki de attemo daini shu unten menkyo ga hitsuyou de aru. Câu này sai. Khi mà chúng ta không chở khách với mục đích kinh doanh thì chúng ta vẫn có thể lái xe taxi mà không cần bằng lái loại 2. Câu 32. Nidinsa o unten chu utsesu seru tame kono zu no yona te ni yoru aizu o shita. Trong trường hợp này, người lái xe giơ tay trái lên vuông góc như hình vẽ là tín hiệu để xin rẽ phải. Câu 33. Nidin sa de soko chiu ni kubriki o kakeru to harin no kaiten de tomarin yoko suberi o okosu kenin to naru node briki o kakeru toki wa tsukai ni wakete tsukau no ga yoi. Câu này đúng. Khi mà xe hai bánh sử dụng phanh thì chúng ta phải nháy nhiều lần để cho tốc độ giảm. Nếu mà chúng ta phanh gấp thì sẽ rất dễ gây ra đổ hoặc là trượt bánh. Câu 34. Kono hioshiki wa kono saki ni hidari kabu ga aru koto o arawashiteru. Câu này sai. Đây là biển quy định hướng đi. Câu 35. Parking chiketto kakkyu setsubi ga aru jikan seigen jiusa kukan de jiusa suru bai hioshiki ni yotte hyoji sarete iru jikan o koeru osore ga aru toki wa shuryou mae ni saidote suryou o chiharatte kara jikan o henchou shinakereba naranai. Trong trường hợp chúng ta đỗ xe ở những nơi có quy định về thời gian thì khi hết thời gian quy định chúng ta không thể trả thêm tiền để gia hạn thêm cho việc chúng ta đỗ xe tiếp tục. Câu 36. Kuruma kara hanareru toki wa otomatiku san wa chenji reba o hi ni ire sore igai no kuruma wa giya o hechi ya kudari zaka dewa baku nobori zaka dewa ro ni irete oku to yoi. Câu này đúng. Khi mà chúng ta rời khỏi xe với xe số tự động thì chúng ta để cần số ở vị trí P. Ngoài ra đối với những xe số sàn thì trên đường bằng phẳng hoặc là đường dốc xuống thì ta để cần số ở vị trí lùi bắc cực. Trên những đường dốc lên thì ta để cần số ở vị trí rô. Câu 37. Engine brake wa throttle no moroshi mata wa shift down ga aru. Câu này đúng. Phanh động cơ là chúng ta nhả ga hoặc chuyển về số thấp T số cự gia. Câu 38. Kobai no kiyunasaka dewa jiusa suru koto wa dekinai ga teisha suru koto wa dekiru. Câu này sai. Ở những dốc cao, dốc đứng hoặc là gần đỉnh dốc thì cấm cả dừng xe và đỗ xe. Câu 39. Anchiroku breki system o sonaeta jidosa de kubreki o kakeru bai wa system o sado saseru tame ni tsukai ni wakete yukuri breki o fumikomu koto ga hitsuyou de aru. Câu này là sai. Để cho hệ thống chống bó cứng phanh hoạt động thì chúng ta phải đạp mạnh và giữ nguyên chân phanh. Câu 40. Yamamichi no kabu dewa taikosa ga chuousen o hamidashite kuru koto ga aru node dekiru dake rogata o tsukou suru no ga yoi. Rogata là phần đường cách mép đường 0.5m, là bộ phận cấm lưu thông nên chúng ta không được lưu thông. Câu này sai. Câu 41. Kousoku doro o toko chiu ni keitai denwa ga natta node tsuwa suru to kiken na node jubun na haba no aru rosoku tai no naka ni teisha sasete kara tsuwa o shita. Trên đường cao tốc chúng ta không được dừng đỗ ngoài trường hợp bất khả kháng hoặc là hỏng hóc, còn nếu chúng ta dừng xe để nghe điện thoại thì là không được. Câu này sai. Câu 42. Hydro planning genso to wa ame no naka o kousoku de toukou suru to slip o oukou shitari taiya ga uite handle ya breki ga kikanaku naru koto o iu. Câu này đúng. Đây là hiện tượng khi mà trời mưa chúng ta chạy trên đường với tốc độ cao thì ở giữa lốp xe và mặt đường có một lượng nước nhất định thì bánh xe của chúng ta sẽ lướt trên mặt nước chứ gần như là không tiếp xúc với mặt đường nhiều nên tay lái và phanh sẽ hơi khó khăn. Câu 43. Kousaten de usetsu shiyou to suru jidosha ga kono shingoki no shingo ni taimen shita toki wa teishi sen o koete kousaten no chiyushin made susumi usetsu no aoyarushi ni kawaru made matanakereba naranai. Câu này sai. Trong trường hợp đèn đỏ có 3 đèn hỗ trợ bên dưới chỉ các hướng đi, trong trường hợp chúng ta rẽ phải, chúng ta phải dừng trước vạch dừng chờ đến khi mũi tên hướng dẫn chúng ta rẽ phải xuất hiện thì chúng ta mới được tiến.
có 44 nirin sade kabu o magaru toki wa satai o katamukeru to yoko suberi yasui no de satai o katamukenai yo ni shite handoru o hiru to yoi. Câu này là sai. Trong trường hợp này, thứ nhất là chúng ta không được đánh lái và thứ hai là chúng ta không được tắt ly hợp khi đang trong khúc cua. Câu 45 Nirin sa no tadashii dōsa shise wa step ni tsuchi fumazu o nose hashi no ura ga suihei ni naru yō ni shi hashi saki ga zenpō o muku yō ni shite panku o ryōhiza de shimeru no ga yoi. Câu này đúng, tư thế đúng để khi lên xe hai bánh là chân của chúng ta phải thẳng và hướng về phía trước và đầu gối phải ôm lấy bình xăng. Câu 46 この標識は路肩が崩れやすくなっているので注意の必要があることを表している。Đây là biển báo có nguy cơ đá rơi và cự xe kỳ. Câu 47 Kuruma ni noru mae ni kuruma no zengo ni hito ga inai ka kuruma no shita ni koromo ga inai ka o tashikameru koto ga ichiyo de aru. Câu này đúng, trước khi lên xe chúng ta phải kiểm tra đằng trước, đằng sau, xung quanh xem có người hay không và kiểm tra dưới gầm xe xem có trẻ con hay không. Câu 48 Kono hyoshiki wa kono saki de rakuseki ga aru node chuuii shinakereba naranai koto o arawashiteiru. Câu này sai, đây là biển báo có những nguy hiểm khác chứ không phải là đá rơi. Câu 49 Jisoku 40km kara jisoku 20km made gensoku sureba zoko de aru. Câu này sai, zoko là đi chậm với tốc độ dưới 10km. Khi mà chúng ta đang đi từ 40 mà chúng ta giảm xuống 20 thì chỉ là giảm tốc thôi chứ không phải là zoko. Câu 50 Kotsu seri ga okonawarete inai michihaba ga onaji yona kousaten dewa roumen densa ya taho kara kuru kuruma ga aru toki wa kono roumen densa ya kuruma no tsukou o amatagete wa naranai. Câu này đúng, trong trường hợp ở ngã tư không có điều tiết giao thông mà chiều rộng của đường như nhau thì ưu tiên cho tàu điện và xe đi từ hướng bên trái. Chúng ta không được làm ảnh hưởng đến lưu thông của tàu điện và xe đi từ bên trái đó. Hôm nay mình đã cùng nhau luyện tập hết 50 câu của đề Hongmen số 2. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy bổ ích, hãy cho mình một like, một share, một đăng ký kênh. Nhớ ấn chuông để đón chờ những video mới nhất của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.